Đâu? Cái kim xuống dưới đi. Đúng rồi. Dạ đó. Đó, đúng chưa? Dạ rồi. Đúng rồi. Look at them, they insert needle already. Rồi. Mà tưởng tượng đâm sao nhanh nha, động tác, động tác phóng vậy nè. Động tác búng vô cái phục vậy nè. Búng cái phục ngay, búng cái phục ngay, click, click, click. Búng nhanh nha. Nhanh á. Click quick, ngay, click like that, click like that. Búng ngay, búng ngay, búng vô cái đứt kim ngay. Không, giống như đóng đinh xuống vậy mà không phải búng, ờ đúng, đóng xuống vậy đó, ờ đúng rồi đó. Không như vậy, cái thấu á, mình gõ vậy nè. Mình gõ vậy, ừ đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó, gõ vậy đó, đúng rồi đó. Gõ bằng ngón trỏ xuống. À, rút rồi đó, rồi rút ống ra là cái kim dính trong kim rồi đó. Đó, đúng rồi, đúng không? Rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi, bây giờ mình lấy tay mình đẩy cái kim qua cái nhang luôn được không? Đẩy xuống sâu. Đẩy xuống sâu. Đẩy xuống sâu. Anh gõ vô cái kim nút nè. Nè, anh gõ cái này. Ừ. Dạ rồi, không cái này. Đúng rồi đó, đẹp không? Dạ. Đẹp không? Như vậy thì á, như vậy ở đây để lý do hôm nay mà bác sĩ Quang tới đây á, là tại vì á, là ở trong Sài Gòn có mấy chị lớn tuổi làm không nổi. Dạ. Mấy mấy bạn ở còn ba mấy 40. Anh Dũng đã thấy đuối sức chưa? Đi làm đẹp thấy đuối không? Hả? Cũng bình thường. Ừ. Chưa thấy đuối đúng không? Dạ chưa. Nhưng mà sẽ thấy trong vòng vài ba năm là đuối đó nha. Dạ. Anh Dũng chắc mới làm nghề này có mấy năm rồi phải không? Dạ 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 mất. Thông thường người ta nói là cái bảo hành cho cái bàn tay mình làm cái nghề massage này á, bảo hành có 15 năm thôi. 15 đến 20 năm thôi. 15 năm là đúng rồi. Cho nên thì mình phải chuẩn bị cho cái bước con đường của mình rút lui là khi mình về nhà hay là mình tới 40 tuổi. Mình không làm nổi là mình làm gì giờ? Thì lúc đó mình đã biết hệ thống cơ thể rồi, biết cơ, biết bắp, biết gân, biết đạo rồi, mình tiến một bước xa hơn nữa là mình chăm cúng. Mình lúc đó làm massage thì mình làm hơn kiểu nổi tiếng thôi, và sau đó mình chăm cúng nhiều tiếng. À, đó thì là ai thích vào Sài Gòn học để sau này ra, ai vào Sài Gòn học để mình sắp xếp mua vé tàu và ở với sư cô Định. Sư cô Định chỉ từ A đến Z trong vòng 1 năm, 6 tháng tùy. Rồi sao ra lại đây? Ai muốn? Cũng muốn lắm chứ mà chưa có bị độc mộc quá cho nên chưa. Bây xếp. Giờ ai muốn nói muốn thì còn sắp xếp đi tính sao bây giờ ai muốn? Ai muốn là cũng muốn lắm chứ. Anh muốn đúng không? Anh muốn he say he want to go to Sài Gòn. Đồng Nai. Bên Từ Dũng he want to go to Sài Gòn. To the Đà Nẵng. Mấy em gái là có gia đình. Mình có gia đình rồi phải không? Dạ chưa mà cả mình bố mẹ mất rồi ở gia đình. Ừ. Bây giờ có gia đình tính sao? Bây giờ những ai mà chưa có gia đình vào học trước rồi sau đó ra chỉ ra những người có gia đình. Ha, anh Dũng đi được không? Anh Dũng thích đi đúng không? Em thì vô tư. Ừ, anh Dũng đi được. Ừ. Mr. Dũng thì single. Mr. Linh. Đi đây không? Đi không? Còn con. Không, có vợ, có còn con. Đó, từ như vậy thì những người mà có vợ có con á thì phải tầm sư học đạo ngay tại Đà Nẵng, có những thầy dạy chăm cứu đây. Lâu ra rồi. Tầm sư học đạo. Okay. Đánh quyền nha, đánh quyền nha. Để cô chia sẻ. Rồi là như vậy là những như mình.